Ông quý chỗ. Ông chủ tịch ủy ban quan tâm đến việc đảm bảo các sản phẩm cá tôm này sẽ đáp đầy thay rìa rộp tục sau việc này, rồi bỏ đầu mà đang rộp này, PTCCP Pi rồi cao số bảy, một tray rộp ba tala cá, chơi đầu mà đang rộp này một cần cây rìa rộp tục sau việc này nơi nông vật tục sản phẩm cá cho phù một ong trong vùng đẹp. Số đấy đang mà đang rập rập này ta lục chung mùa ấy và trong bát số bốn sờ rườn ô cún lục bốn sờ rườn ta lục cả là ngày hai chín năm ná nhóm cả nấu chín năm mà còn buồn rồi học tập bài ô cún hay ti cái này cầm nợ ti cái lạnh lùm nơi than, bây giờ bọn nó lục lục run nơi ti cái lạnh ná. Nhóm bạn nấu khum ăn đông sáng khum sáng ra, rọc và cán khai bồ sát. Hay sắp ngày này lục có một bộ ở bầy đá. Nhóm bạn thôi xa rài. Phục bằng cao đồ bà lô gọt thư mùa ấy, nâng mà đài bằng cao đồ bà lô gọt thư mùa ấy. Phục xe mọc bồn liêng, mà đài xe mọc mía sàn. Phẹt đồ dìa đồ bà lô gọt thư mùa ấy, hay lô miên côn bằng màn nẹ. Bồn bọc nhau xe mọc khôn thươn, miên côn của mùa nẹ. Ở cún lục bồn từ rướn nông niệm lục hiện đang đang đặt vùng lý để nông sản nà cà này ông nghiệm rẻ nông phát đo vị thị cá ở lục ai thay điệp rộp phạm đạo ông sản nà cà ông bị thực hành được phép tục sau bị thần ní thực hành được phép xét nà cam đại cao biên chỉ phù lục thì át khôi khát khang phơi chất phơi cai xong bởi rẻ đại chiệp xét nà cam tổ khốn đại chiệp cháy đại tổ là bị bọt độc rất nâng bàn cao miền lãng là bất bất cót là hốt đỏ sọt ngày ní đã nòm ỏi lúc tăng luôn trên đời mà đang rập rồi ní nông rừng cái đấy ní vẹn bọn nâng bọt ọc rất để trái chọc bọc cắn từ lưu chuẩn chọc 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 nguồn phí rút cái lục nguồn chia nâng lục hư thẩm phón đài bàn phạc bọt to cho phù hợp lúc nông rộ bộp cam bạc chia thập tay chạp bình ngay chế đồng bờ khai mê xa cho năm chất thập rám hốt đỏ ngày thì phù mũi khai mê gà sơ mình ông bây giờ ban thờ school lục một lực ông ca TPO hay là ní ông mẹ xua bà chạy năng bình lục mùa ấy đấy một lực ông ca TPO hay lục miền một nghề ở với nơi ông ca nốt ba som group lục thiên khi em bắt mua John Sarat khi em chia bọc lực hàng này praksa plachet đào đam đang nâng xã xây một bị hàng ông ca thi về lục thiên ba ở quân lục Sarat ba chia bắt to tới này làm tâm nào đã bỏ đào đang đọc này ông em bắt đầu bị cá chun từ
ខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំបាទឈ្មោះយុនសារ៉ាត់ខ្ញុំបាទសូមសនាមព្រះស្ថានភាពទុកសោកវេទនានៅជាសនកម្មទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះសួរអំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានៅជាសនកម្មទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះរូបនេះសូមអញ្ជើញ Sôm ơn con lục bà thiên, chia làm bốn trong sôm cổ lục bà thiên, lục lục xây trả cọm, nâng ơn sạp nạ ca tiền mùl. Chùm liếp xua lục bôn sử rướn, khi nhầm chúm bố chết văn lý, mê thư vi đàm bà đăng rạp bạc bình đi. Chia làm bốn đi đá, khi nhầm biên bánh hà muối để chia chùm nói cọt xong cọt bọc nhóm. Nhầm sôm ăn nhạc lục bà thiên, thưa ca bình chạy nâng cai đầm rấu, nơi ai kia xa biện sông tăng luôn chạy đàm bà đăng rạp bạc bình đi. Lệch đề mà phây bí, slah đọc bà mùi hà bàm bốn. EAN khám mai lệch xôn xôn hà sập bầy, mà phây bốn cao sập bàm bấy. EAN chia bí xa ông lê lệch xôn đọc hốc sập bàm bơ xôn mà phây. Đại khăn ông nút sở xê thả. Bực lãng kì áo khiêm tật đặc tật trây nơi thơ mò xò cùng bông ẩm bẩl. Đói bò rợt tết tâm nè ảnh. Tật đó vọt chăm phá sắp tới khơi bộ dô thi áo lãng xê ẩm xê. Bên nút miền thì hiện khám ai cơ hôm bây nẹ một căn cặp lưỡng, cực đại đặc nhóm ra hốt đập nông khai. Rênh cho bì lán, nơi phơi chiết rùi chóng sạp xây bằng đào tự đạm mình tí lập nông khai, sọc trang khai tạc kèo. Tại đó tí nút khi nhóm mình xóa bộ về tế, ban chuộp nâng cừu rôn, quạt thả quạt chuộp nơi tí nít dù hỏi. Nơi bế thơ cá, quạt bệnh, quạt bệnh, rồi dạp bế bây thế ngay, quạt xua thả. Xóa cơ mà sốt nít tế, khi nhóm thả xóa. Bước chìa cổ má rồi bỏ bóng nhóm đại bố chìa bà xong. Quạt thang ngọt tiếng ơ. Bố lưu đôi nít nhóm chết tại đây phây mình đang chìa thang ngay ná kê xâm lạp luôn tì. Bước nơi bê dục lãng, bụi viê chạp đặc nó chương, mua lao xì chóp. Ta nẹ tốt để chóp thương ngôn cứ bụi viê mình chênh mà thua ca nơi khẳng kào tì. Nẹ chóp tốt khá miên ở nà mai tế, khó ai lãng xói, thông khăn ách nôm, bê dục lãng mình sợ bàn đầy tế, lưu xô từ bụi viê vay. Bởi chìa bố rớt sẵn rạch ôi, hai bộ viết tha rùm khan bộ viết đệ. Khi nhóm dụp lãng đã khăn nói chương đại mùi chùm hiếng, kháng chuyến, sốc đại bị kháng khói. Bởi dụp lãng cứ gần lãng đệ rồi nếp ra hóng, hai miên chlop đào mơl. Bởi nẹ ná, đã khăn nói tăng hai sẵn rạch chlop nút, nâng dốc đồng bông rồi xấy. Vậy chăm gần ná khăn nói tại mặt đồng. Tám ca đã khiêm bán bạc xa bất tuần. Chạy sẵn anh chỉ mùi đào mà đang rạp bạc về ní, chỉ trang lướt tràn xá. Môn xâm nạ ca ní, lục bôn sử dụng bán mà chạy thả. Ông hát đã nên khiêm an ní, chỉ ông hát đã bỏ 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 quạt. Chú mô bôn non đã chỉ vô thiết khám ai cả hôm. Mình mến chỉ ông hát đã bỏ quạt tì. Đôi chân này, lục bật thiên nâng ông chùm nông chùm rẻ, nâng phía kỳ tàng ơ. Mẹ ta chỉ rịp từ tua vô ca cái đầm ra ní. Hai ông hát ní, còn mình thất nâng nông bị sao phía trăm cọ đài. Monsieur le Président, là je suis un petit peu étonné de la façon de procéder de ma consoeur. Il me semble que s'il y a des changements à faire établir, ce n'est pas à ma consoeur de déposer, mais elle peut poser des questions en ce sens à la partie civile. Là, on est dans une autre méthode que vraiment je ne comprends pas bien dans le cadre de ce procès. Donc, j'aimerais que ma consoeur, si elle a des choses à faire établir, le fasse par, dans le cadre de questions et que ce soit la partie civile qui réponde et qu'il ne soit pas là à écouter les déclarations de plusieurs minutes de ma consoeur. ปัจจัยจำนวนยิ่งส่งชลายรูปเทียนก็ได้จำนวนจำนวนนี้ยังอายซัวดาวมันดังได้ตัวโลกนั่งบัญชีปัจจัยนี้ควรได้จิกาการดำเนินนั่งบัญชีมุ่งเป็นได้ยังจำซัวสำนวนตลอดดาวมันดังบัดยังก็จำลายได้มันได้จูบได้วันนั้นเจ้าตัวใบยังน่ากระดอยยังไม่ปกติ วิธีการตัวสู้ตั้งสัตว์ตัวสัตว์สู้เป็นฟอนจะไม่นึ่งสถานเดียบตุกโซเวตันนี้นึ่งพิจารณาการมันบัดดาวมันดังรอบนี้มันจะไม่ยึดมันกัดปะท้อยจะเปลี่ยนดอกในตีบันในทันในแต่สามสัปดาห์ตีทีแม่ดาวมันดังรอบนี้น้องกาสะสู้ดำไปจุ่มรุ่งระเบิดในกาสามนาการนั้นบานดอกที่เป็นจอบตามตำนาวส้มระบบมีตัววิโนมกตำนางดาวมันดังรอบนี้ส้มอ้อยปรังไพรยามันจอบไงนี่
សូមអរគុណលោកប្រធានលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរដល់ម្ដងពីចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញបាននេះចា៎សួរអីសួរទៅប៉ុន្តែកំណត់សកម្មភាពនេះខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ទៅហើយដល់ពេលអស់ពេលទៅអត់មាននិយាយបញ្ហាសារវ័នពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអង្គហេតុឬក៏បញ្ហាសារវ័នដែលអង្គជំរះចង់ស្ដាប់នៅពេលនេះសួរអីសួរទៅប៉ុន្តែ សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរដល់ដើមដឹងរដ្ឋបាលនីជម្រាបសួរលោកប៊ុនសរឿនខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃ17មេសាចិត្ត5តើលោកនៅឯណាហើយពេលនោះលោកអាយុប៉ុន្មានហើយលោកមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំបាទនៅភូមិព្រៃឈើទាល ឃុំតាភេមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានបងប្អូនបួនអ្នកប្រុសបីស្រីមួយបងប្រុសបុននីមធ្វើជាលោកសង្ឃបងប្រុសបុននូនជាទាហានខ្មែរក្រហមឪពុកស្មោះបុននាងជាប្រធានក្រុមភូមិព្រៃឈើទាល ពុំមាសអេងគាត់ជាប្រធានភូមិព្រៃឈើទាលពីសម័យលន់ណល់ហើយគ្នាគាត់មានបីអ្នកទៀតឈ្មោះពុំមមជាអនុប្រធានព្រៃឈើទាលពូវុនជាប្រធានក្រុម អរគុណលោកសរឿនតើពេលនោះមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងហើយពេលនោះលោកអាយុប្រហែលពេលនោះខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំខ្ញុំរយៈពេលដែលខ្ញុំនៅនឹងរោងវិទ្យាលឹងបានប្រហែលជា 4-5 នេះទេពេលទំលាស់ពីចិត្ត17ចូលទៅហ្នឹងបែកពេញហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅក្នុងវត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញគេចងគេអីបងអុំខ្ញុំហ្នឹងទៅតាមផ្លូវវត្តចក្រភពហ្នឹងទៅលេចទៅមិនដឹងជាគេចងទៅខាងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅវត្តហ្នឹងដល់ពេលរួចហ្នឹងខ្ញុំក៏មក ទួម៉ែម៉ែគាត់ថាទេដែលអូតូណាម៉ែឃើញគេចងគេអីចឹងគាត់ថាទេមិនដឹងដែរគេថាឲ្យគាត់ដឹកទឹកថេទឹកអីនៅឯណាទេបើមិនដឹងដែរដល់ហើយចឹងគាត់ថាដឹកទឹកថេអីបើឃើញគេចងទៅទាំងអស់ទាំងអ៊ុំទាំងអីទាំងអស់ទៅនឹងហើយហើយខ្ញុំនៅវត្តហ្នឹងមួយលោកបងនៅវត្តចុកជុងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាគាត់ហ្នឹងទៅណាទៅណីដល់លឺសូចចឹងម៉ែគាត់យំគាត់ស្រែកចឹងទៅ គាត់ថាបើគេចង់អញ្ចឹងវាគេយករបៃចោលណាដឹងកូនមិនដឹងដែរគាត់យំគាត់ស្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យំតាមគាត់ដល់ពេលហ្នឹងមកខ្ញុំក៏បោកពីហ្នឹងមកខ្ញុំឈប់ទៅនៅវត្តមកនៅមួយគាត់បានរយៈពេលហ្នឹងប្រហែលជា4-5 ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគេថាឲ្យរៀបចំអីបានហឺទៅនៅទៅពាំងចែងមិនដឹងពាំងចែងឯណាបើខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដែរក៏នាំគ្នាមួយហ្នឹងរៀបចំទៅជួបជុំគ្នានៅមួយកន្លែងហ្នឹងបានមានឆ្លូប
គេបីណាគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅដល់នៅទៅផ្ទះចែកហ្នឹងមានកភ្លើងមានអីចឹងទៅចិត្តភ័យខ្លាចមិនដឹងជាយកទៅឯណាព្រោះគេថាចង់អោយឃើញចង់អោយយកទៅបាត់អីហើយដល់នៅមួយម៉ែមួយកូនហ្នឹងចិត្តភ័យចិត្តខ្លាចមិនដឹងថាគេយកទៅហ្នឹងគេអោយទៅហ្នឹងវាចោលអីអីអស់គេអោយរឺទៅរឺទៅនៅទៅផ្ទះចែកហ្នឹងបានអែលជាពីបីថ្ងៃបានធ្វើការគេអោយនៅទៅផ្ទះចែកហ្នឹង ដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅក៏ចេញមកដើរមកមកខាងខ្នល់ក្រោមឥឡូវជិតវត្តហ្នឹងក៏ជួបបុរាណជួបបុរាណគាត់ថាហ្នឹងឯងទៅទៅទៅឯណាតែខ្ញុំគេនេះឲ្យមកធ្វើការទៅនៅដល់ពេលធ្វើការខ្ញុំចេះដើរមកក្បែរខ្នល់ហ្នឹងមកបណ្ដាត់ហួសមកគេធ្វើការហូបបាយហើយដល់ពេលគាត់ថាអញឃើញអូឯងនៅទីខាងច័ន្ទហ្នឹងគឺគេបាយធ្វើបាបធ្វើអីហ្នឹង ខ្ញុំ coi ta lư thôi chứ coi thứ ba mấy lại nó cái hào ấy rồi ខ្ញុំ ở đằng đấy được cái vô bắt bắn vô chẳng còn đâu rồi chứ là tháng khuynh đâu nó cái thứ ba cái vay cái ấy nó nắng hay tia có nó trong ngày phải chi 100 mét đi mà tí càng chan nắng đó ខ្ញុំ khơi hết phơ chẳng có ខ្ញុំ tụ tâu nó đọc cái ở toàn ba nó tâu phóng có buôn mai buôn ấy nhắn tàu tàu và cái lên ti nắng tàu đo lắng khơi khơi con nâu rèn rèn tật rèn ấy rồi tầm năm nâu nắng đó là bề khơi chẳng đâu nhóm của dung của sẽ để khơi chẳng việc hô ấy tiếp thêm bán khơi con mưa con sưng con có khơi chuyện à khó lấy đang ăn miên ao miên ấy nó có khơi chẳng có mưa pi chẳng ai đâu sưng tầm con có nóc mía quy mưa lốp mưa pi tiếp của ron tao nó ai nhóm người ta nữa khơi xong cái châu được chuốc ai bữa đó người ta thấy cũng còn xong là xong từ chuốc non từ miền tây nhà hà đó con của con đạp tàu và chọn xong chọn ấy và tham anh mấy vậy mỗi con sân và tàu tàu về chạy tôm khai anh lưu về miền tây nhà hà đó con tàu về và bạn đó con ai nhóm của tầm đại chết thảm mình hiên tàu xong ban thơm mà khơi ban thơm mà dung mà so ca nó ở bên nó còn nâu cái lại con nó ban mà giúp cha con nó nâu nó ban là thơm mà lốp mới có đấy mình hiên chôn mình hiên ấy tâu chết con lại cái nó giúp láng lưu xô tầm mọt xe tay mình đang chìa quay con đây có rưu mua dòng mấy ban thơm mà lưu ban thơm mà so cá gọp lâm láng chết lưu nó có sầm rai chết chanh mò một ở toàn thơ ca lại hạ con nó vinh ở ngược mò na mua tàu khai kì khơi tam lâu na mua tàu khai về biên rương đo bù ron na mua tàu khai nhóm mò mình toàn thơ ca kì hao tàu co sang co ấy tiết bạn thà ca nghe đi việc của bạn á khơi bên khơi âu khơi về tình yêu chẳng được của bạn quan nhầm xong tú mình lúc đại lục của thiên nhầm ở toàn ban dây pi rương lục bóng nhầm dây khu mình tích lục thiên xong tú về đại môn đại nhầm tàu thì càng cái chan nắng nhầm đại lục bóng nhầm nắng nâu vót tại đào về hơi nhầm mò nắng chơi chặt nhầm ban lư à làn nắng thật làn có thật châu tàu lại vót nắng nhầm co về mình ban đăng thà là nâng tàu na đại thế khởi là thêm thế nâng hay nâng đầy là thịp nâng khởi bạc tàu hoi hoi nấu ra nấu hàng lệch thế nâng nhóm có
khơi tàu đó là bê tàu 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 vọt đó chơi ta ban và hai giờ đi bay ngày nó kia ôi không tìm liệt tàu nó bên trong giấy hot màn tịch mình lục thiên đó là bê hai chẳng tàu hộ tàu tàu đó ra bên lâm lăng đó ban thật thời ca nó đi bay ngày nó không có tàu chuột mui và thiên slope kia nó kia thả ở tàu chui mưa ấy bán lâu bị vọt thì nhóm tham gia lục bóng đâu nắng nhóm ở bàn đằng đấy có hầm tàu nó phải bàn chua lục bóng đó là phê hai chân tàu có tàu ở bàn chua lục bóng cái tàu nào ở lính đâu sao ta chụp bố việc bắt tàu tăng tàu tam lan khơi đặt đan lan nó đang cái vô tàu hàng nát khi mọt đằng này khơi ta chụp bố khơi chạy nó nhóm có cái oi bổng mô là chụp bố mô lấy nó đạn nồng lan nâu à cái crop cái ấy nó khơi khơi on khơi ấy nó tam cột nó khơi bạn khơi ấy nó có bổng mô chế ta phải mua vô một đạn nâu lại những dùng mùi thêm chlo một cột một cươn đó nhóm có bị khu chất để bắt lục bong phong na mùi tàu lại để chlo có rốt bôi chia tàu chia ngắt chân bắt lục bắt ấy ở chân tàu nhóm vừa miên ca slot ở vừa bắt ca vừa hôn nước hơi ấy gọi lên hơi như na mùi bắt phục na mùi bắt lục bong hay đang lục u đã nâu bu nâu vọt vọt cho chlo mừng đó hết ca thằng on ấy tao vừa khơi tao vừa đôi thao vừa túc sọc và to là hốt không yên pel đầm đi miền miền đặc ca bắt bong là hốt tăng vì chặt ram là hốt tôi hiện đang chặt phồng buồn ở quân lục sườn ở khi em trong xưa lục tha tá lục cái lỗ máu lục cái rụp bôi chia sát sai đái lục nhóm cổ rục xa xa nạp của Phật chúc bệnh đại lục khơi ca bẩm lệch bẩm lai nông vật ở ràm hơi khơi nhờ bệnh bạc để mà có thể lẹ bạc bệnh chân ta lúc miên là rõm nâng tực chật dàng mạch đáy lục ưng ở rõm nhóm vừa ca nâng khơi ta vừa sốc đài đẹp cả lãnh thơ lọ bố chìa cả lãnh cổ rục đó là tàu ớt miên lục miên miên ấy là chẳng đăng chạy thả viết bảo ba thọp miên bon miên tiên đó là về ớt miên bon miên tiên là chẳng chống có viết bảo ba ca đừng rốt bố chia về đôi thả về miên ấy ti bưng ấy chẳng ó viết sát na có ó na môi tàu bắt bong của rốt bố chia đăng tàu thơ ấy nâu cả lại na cá viết mình đã chụp bật ra viết mình đã khơi tâm thật ban chậm non nắng ban nhom khơi như là biệp là bọ nắng nó vừa đôi vừa ở cha pi đấy. Ô quân lục sườn, khiêm trong bị chẹt đây mấy lúc ban bị chẹt thà, pê để lỡ ở bốc lục, tây kia vô tây cang tây chản, hay khơi máu bong lục để chơi lục sóng á, tây kia vô tây tiền, nhom trong bị chẹt lục đây thà lục sóng để nơi vật chặt chung nắng tây kia vô tây tầng ó, rứa co nơi khá đá, rứa co tầng ó phần màn ăn để vô tây nắng. Ông nấu nắng bà cất tàu lúc về miền Pram tận đọc ông tại Pram tận đọc ông thằng lục bong hay lục bu nhóm tại mình đang chỉ vô tàu hàng ná bộ bát tầng ỏi ớt miền khơi tàu đó nấu sao tàu vọt cột ấy vẫn ớt miền khơi chứ cột chớ bát nấu sao tàu cột mó mình đang chỉ kia vô tàu hàng ná hàng nấy hay bà hia nắng khơi chạm xó chết mình đăng chuyện đã cháy không nó nhóm mưa mà anh đăng đấy gần là tao chui riệp cho anh ta bằng năng ấy nhóm cổ bỏ mò cái lại hạ co bên mó cái thà hơi ấy dừng thâu khỏi bên còn non nghe mò thà hạ co tập đang cháy nhưng bên mó bạn bạn lưu thu tầm năng thà bộ đoàn phải hợp nó có tàu tàu bên là nhóm dây cắt đâu mấy người dây bọt bạn ô côn nè à lớn dừng chỗ đó thiên bọn mùi tiết cứ thà mấy lúc ban bị chạy thà lúc trời kê ở plastic lùm nè pi cái lại nhà bây giờ tiếc tới tập hàng chạy nhé cứ than đây tam tầm nặng đây ca plati lùm nơi nâng lô tới bắt bong ấy đấy hơi lô ca chui chạp rồi bỏ lô chạy sẽ can bỏ lô chẳng mạch đấy nông tiệp để plati lùm nơi nâng hơi kịp hẹp lô tham mấy muốn nông plat tới
bà pil nắng kí pla oi tàu nắng kí tha oi dương đô ti lùm nâu oi chùm lia trên tàu nâu khăn tập ăn chay hay không thay gì cho vừa tàu mày cháu má bờ cu của bây dương nâu mà thật nâu ní hay do tàu mày cháu hỡi bạn slope kí pra tha mình bạch do tàu tê tục nâu nắng hơi dương tàu ta tàu nó miên prai nó hơi tè là bò nắng tục nâu nắng hơi tia bay cú là bò bao nhiêu cũng muốn là bò nó cũng tiếc và mán kia ở vô chạy tao tầng ở vô ta xong thì đã để ta vô tao ruột ở quân lộ sườn hay phê được lúc từ lúc đây cái ao mau mưa kia chăng với nhé hay phê tập bèn chạy anh tới phê chợ tiền miền tây về chụp ngắn chụp ngay và mán cái lỗ bị khía luôn bà vậy tàu đi bây giờ tiêu tàu tập đoàn chạy những chừng ngày phải chịu buồn cả lỗ. Tế tàu nâu đào năng hái kia miền oi mò còi bên đi kia ở miền ban oi thơm mò mưa cùng cha mò mưa ấy năng vĩnh ở đây ở miền ban mò đây giờ oi mò thì cứ đặt không thứ ca đầm bay cùng pin ca nghiệp bọc bạn. Ô con lục hai người không sợ co trăng tập đoàn chạy. Bây giờ lúc tự đòn, lúc nó không còn của má, rồi còn nơi chú mùi một bụng mà đá, à nơi chú mùi một đá. Bây giờ không nấu con của má, ta giúp lớn khi ôi mô xâm ra nộp tiền. Thứ cá tam còn, ta nấu xâm ra nộp tiền. Giúp lớn. Vì ngày chẳng bị lâm lớn cho anh được tha tạm còn. Tớ ca nghĩa đây lúc tớ tui là nơi khăn ông con bọc lúc ở miền ấy khá. Hay chứ ca nghĩa thôn thông ngó rồi gọi chứ ca nghĩa thôn mà đá đại cổ mà tu tư tớ ai thừa bán. Ca nghĩa đây tập bộ. Đây tập bộ nó rệt đặc sẻ nóng áp nóng kì oi rệt nóng mà ngày nóng bởi tập bộ thống kì oi tập mùi đi nìa mà còn nè tại bởi tập bộ thống ở tập bộ tối kì oi pi kì mưu tam tập bộ thấy bờ ai cặp ban hơi thêm chứ đây nóng mà còn cụ mà nìa phải chìa chiên đọc nè tam tập nè rưu mùi cũng muốn bởi đọc nâng tập năng này. Ở côn lộ sườn, bàn tay càng nghe được bực cô ao nâng lục ai cầm bỏ bố có con bỏ lục ai bấm bình ba nè nông càng nghe nâng nông càng vay đây từ bố nâng hay đây từ bố nâng về tuân được về rắn tầm rách bàn bờ mình bán cái thâu tập bàn ấy phô cái pháp thà ôi khom ôi bàn thâu tập hơi tầm rách phèn cá hay đây tập bốc mình mến tuân thì cứ quyết thật đây tập bốc đi mình mến tuân thì rừng nè mình mến ích sạch đi cặp hơi bạch đầy phô chương hơi đừng là đợi thà đau nơi cặp đây chưa mình mến tuân thì đây tập bốc xong bây thà trại chú của vị tình yêu đây ta cầm lăng này vì thâu tập thơ hơi phê đi bởi kỳ tha ôi xâm rạch phèn cái bởi bởi dương mình thớ kì bởi ọt ba dương kì bởi ọt à ha nông mà phê lưng rưu mùi cầu kiện đọ tam đội thà dương lọc bàn mà chán đó là phê phốt bì mình chán mình bàn mà chán từ bình nhờ nâng bàn thật là chân bàn thà bởi bán à nông phê thơ ca nâng bởi dương mình khóm cứ kì bởi ọt là bọp nâng bởi thay là bọp nâng bởi rồi ô con đồ sườn ai chú robot hộp chọc á cái ao giằng mạch đáy cho buộc cục má cái ao hộp cho nó không còn rúm rồi có hộp ai cái chân mình nè hộp tam con cục má cái con của ma những cái đặt tam con của ma những hộp đùm những bài bò bò bẹp bẹp những con những bị đuôi chạy mà trốn
ចំពោះបើប្រៀបធៀបនឹងការងារដែលគេឲ្យវាយដីដបូកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលគេឲ្យហ្នឹងតើវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារហ្នឹងឯងសម្រាប់កម្លាំងរបស់លោកឯង Vì ớt xong thì vì mình xong tôi dư không rệch tôi bố không thuê cá mà ngay mình chốc chắp chắp đi mong của muối tôi là mong đọc mùi chắp đi mong muối tôi là mong prám thấy hô bộ bò không mà bê mà trốn vì mình ai xong đừng cầm lăng để không thuê nữa thế ở cuốn lục sườn nhâm trong xưa lục đài nơi không con của ma nâng miền là kêu đặc no mấy miền này đặc no mấy lục sườn bạn miền miền kêu miền ấy nâng cái đặc nom tầm ra nom dưa phơi cá tại cái ôi ta dương không thôi cá mình đại ban miên sả la miên ấy nè ban riêng ban chết đắng hot miên miên ta nâu nó ngày nà miên tàu chom cái lái miên tiếc anh nó sập rạn ông tiếc tàu chom cái lái nà hot tiếc cầu đang chờ cứ sập rạn anh sân chẳng cái ăn miên ai riêng là xó ấy luôn cái ai riêng này cái khác đấy cái ao riêng rạch ấy tập bột bờ ăn bên khơi phải riêng phi ở so bóng cái prata dương ban miền kru miền ấy chẳng có ban riêng ban sốt tại đó là phê châu tàu chung khnia tàu vừa mình đã khơi miền sả la miền ấy đã riêng khổ đam chơi đam ấy nó ớt đã khơi khơi tại dương không thơ cá thơ cá hộp bài đó món thơ cá tiết tao cá chưa chắp bỏ luộc á giang bạch đá à rắm bỏ lúa không địa không lúa chia nẹt để chia cục má nó là bên nóng á lúa ăn ban riêng ăn ban ấy ta rắm nâng cao chi chập bỏ lúa cầm rắt nát đá dễ bị rương à rắm dễ sốc đái đại dương viên lực ngụng mình che đối xa mình ban riêng sốt vì chùm non nặng mỏ buộc nhóm chia của má té hoặc ban riêng ban ấy cái về sau sau đây chồng nó mỗi lần ngôn từ sọc ngày nữa tay một chui chạp thế nó sụp hiệp nữa bà chui chạp về chứ chắp nó về khu về hộ anh dây lên khơi nhảy về bà cất tao thả về sau đai về khốp về sọp nam môi tao về bắt bong bắt ôn khốp sọp bắt mía minh bong ngọc bục thằng bà cất tao về hay tao là bên mo mình ban riêng mình ban tốt đâu tao pin lại mày cốn về bà ba đấy ô quân lục à lấy dân tròn tao mà cả lẹ tiền cứ thà lúc ban bị chạy thà lúc ở tranh pi tập bèn trái hai cái miếng ở lúc tới plát tới lại nạp xem thiệt đấy bạn miền vì ôi không đào pe nắng ở pe nào thơ ca nắng đào là pe hai chân tấu kịp ăn práp thà bọn ôn dương tàu nâu plát lại nắng thiệt đấy dương tàu nâu có nhảy tôi nắng nâu miền cả lẽ xin bài cái nắng ấy nhưng nấu hộp bài này khi nhiều chờ anh biết thấy cái nhóm nó nước hơi nhỉ tâm đó tâm linh mà đó tâm nu hộp lại anh cô đa mình khơi đi nạm mai cô nó chơi tại đó spie ra có ao nó kì oi tàu tân na tàu tân nắng ấy có tàu tàu đó có nhai nắng tàu thơ ca nâu nắng có nhai nó phải chìa buôn cả lô đây 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 tàu cả lại nắng đây nắng đó là cái tàu nó bị tụi ăn chạy anh tao nó tao đo lăng miên chlo bên ấy cái cần nom tao tao đo đạn nó một tia nó ban pi bình ngay thơ ca nó
oi thư đang mưa tức mưa ấy tam xe nâng thư ca và to nâng đó là phê phát bị nâng tấu kia về khóa nát đất tùm lốn kia có oi khi ông chui tôi chui lược tùm lốn đã tê thì phải là lành mò nhóm có tấu 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 đó chụp ca tùm lốn lắm một con tật đùng con nè nâu can cạp nâu lại nâng chụp ca riêng chụp ca tùm lốn lắm là lọp cái tàu tàu đo nắng ta lư tầm nắng mũi sen giết nhóm cổ bọc ba đã hết là bọc ba lần có tháng là lâu anh mò anh lược lồng hái cha mò chuộng lên lư sâu ở trắng phây nó phây mình đang chỉ cọt oi tàu thì ấy bọc cọt về nâu cả lại nắng nhóm mà phây khai đó là cái nhầm lược tàu lồng nắng hái cọt hao tàu cọt đa tàu đa đó cọt rạp có tháng ôm ấy hay nâng âu ấy nhá hay nâng bon ấy xoài vậy nhá anh khơi thì đã lan tàu tam lại tàu trường á đằng tàu hoàng na đi khơi chân viên kỳ khả năng chán này không có là ở lư xôi chấn nhóm về đôi lót ở anh dây mũi có ăn chân có còn ban ram chẳng nhóm có mình hiên dây ấy gì mũi con phố cốt chia và thiên đâu ở lại nắng vô bố còn dây tấu họ đẹp tiên ở nhóm dây bị hương thác nhóm lốp đâu lại anh ti càng chan nắng hay rư mua dạng mạnh mua nắng vì rương hết là thông chẳng nhóm có mình hiên dây có nhóm thang nhóm nháp bơ cu tâm hay ấy lại biết bò được bụp lốn nhóm có mò to ngà cu nắng bò mò mò quát coi có chốc mò chốc phạp nhóm tóc hốt một đó tia nhóm có phạp mẹ bỏ tê máu một đo lạc lên bỏ để chôm nắng miên lộp cái nấu chàm cái khai nhóm nắng lùi tùm lông vô lẹ tam lâu tam ấy nắng nhóm có khơi chân máu à mà tê nấu cái đất vô tất đá tụi ăn xoài đâu bày lâu không như tùm nắng hay nhóm mà tê nắng vô tất đá tụi ăn chèn hay mà tê tiên nắng vô đá bọt bọt không vô đá hạ co tam hạ co nắng nhóm có máu cái tam đan nhóm là hô nắng dục lắng nhóm có chiết lui phạm mẹ tha ta đúng phạm tha ấu cái chun tranh vì năng đầu tiên đấy bằng đằng tàu rồi ná hay máy lưới xô chẳng có đây để dôm dôm mà đằng nhóm đằng ấy đằng óc nếu mỗi con có con dôm nhóm nhóm mà tha đằng thơ mệnh và con lưới xô chẳng có để dôm mấy con ôm đằng dây phạm nhóm tha bịa mệnh đằng thà tàu nó đằng slap nên hổ thấy nhóm con mình chưa tha con dây bịa đằng tha nếu bậc nhóm tàu khơi con đâu khả chan này ấy bờ cọt tha tàu tiết có khi ông chứ bờ nhom tàu không chịu ban đầu nắng ấy bờ cọt bình đan khi ông thạo khi ông dễ bị hương ấy muối lắm tại khi ông mình hiền dễ khi ông có bọ một bên đó là tiêu nhom một đo lắng còn dễ phải mai nhom hơi có cha tàu chụp dương ca nghe đâu ăn cái nhảy nó chụp thứ ấy chứ gọi tàu chị ra đâu vọt không tàu chui chị ra đâu nắng nhom có tàu nắng tàu thật đo lắng được cái tàu vọt miên luộc đội vọt thì nó ót nó nhầm trăng đăng đá rồi bây giờ tọt đo lắm cái tọt đo ngắt chứng hơi nhà ra cái bom hơi đeo khiêm khiêm lắm có cái chắp đâm cái vót đây vót ấy nó chạy chứ mà không bay nè à bay mệt và đòi dân tấu cái ôi không mình nè hay à cha cha nắng bia pi mai tự từng chết và tôi chứ bay cho program tật đó là cái cáp nắng cổ chết thật cáp cặp cặp đăng tàu nhóm chơi tại ngò cho vót lọ miên lúa có ngắt chân ở chắn hay bà hia nó có đăng cả tàu thì nát vợ khơi khơi đập hia tí ngò hay bà hia nó bà hia thơ bị chơi thơ bị mò thì hia vợ không hay ai chơi cột ấy có ớt khơi khơi nhà là mò mối nâu nắng hay khơi lô khơi ấy cái nâu nắng mà đăng cho cái thơ mấy nhóm mọt đăng đấy hay nhóm chơi không mà hết đây nó hết hết tàu cục rệt ban bằng ngày ban pi ngày cứ tuột khọp à khọp chúng non luôn nó bẹp so bẹp rú ấy gì lẽ mò khi mình ban đang đấy nè cho ăn là cặp đấy chi sáng đó là cặp đó việc tuột khọp nắng lộc bùa bình đầy bình ấy đang tàu có cái xe vô tập về tàu nhóm có khơi nhà trắng phơi khai chứ đang chậm đè ra ở đấy trắng có không cặp cho ta cặp cho ta thơ tròn mà khơi khai cho ta khai chứ mà đang thơ mà đó là ngay mũi nó châm đai mình hiểm bạ đầy đang tích đầu tu bạ cho bạ ấy đang ó nhóm có thai
ជួយលើកគាត់ជួយនេះគាត់នឹងប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនហើយដល់ឡប់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ថាជូនគាត់ទៅដែរទៅទៅមើលក៏យកទៅដាក់នៅកន្លែងណាចុះបាត់គ្រប់កន្លែងពេកចាំគេយកទៅទៀតនឹងយកចោលប្រហែលទៀតចេះនឹកឃើញភ័យខ្លាចអញ្ចឹងក៏គេថាមិនបាច់ទៅទេពេទ្យគេមានហើយយើងខំមកធ្វើការក៏ខ្ញុំក៏មិនបានទៅគេយកទៅពេទ្យដល់ឡប់គេយកទៅពេទ្យអញ្ចឹងទៅបាននឹងក៏គាត់ជាមកវិញ មកវិញមកចេះតែមានបញ្ហាកើតឡើងទៀតគាត់នឹងកើតទីទឹកដល់កើតទីទឹកនឹងមួយថ្ងៃធំបន្តិចមួយថ្ងៃធំបន្តិចចេះតែគេថាគាត់សិលធរគេហៅគាត់ទៅកសាងមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃជា២ថ្ងៃមួយថ្ងៃជា២ថ្ងៃអញ្ចឹងគេតែទួប្រជាថាសិលធរពេទ្យគេយកទៅពិនិត្យទៅអីហ្នឹងគេថានៅតែសិលធរគាត់នឹងទៅឈរជើងនៅនឹងមួយឆ្នាំ ọt cá cô nè, đó ọt cá chúng tôi hôm thằng kỹ đăng thà cọt cá tít tự mệt tê nó cọt bị sập bát ha, bị đo mau cọt bị tung á, à tít tự có mau đó là về cái ban mà chín năm pi khé ọt cá, đó ọt cá ban cái chưa chợ thà cá tít tự mệt vì mà đẹp cô nè đó mà chín năm pi khé ọt cá, có cái oi mau bình một đó là con chơi ram rai tôi hỏi slap tôi vì hồ đập kho tang ớt khơi bị ớt miên cổng hồ ấy thằng ớt ớt khôn lục sử ướn lục sử ướn ở đây bê đại lục sử ướn nơi có nhảy nâng ta bê nó người lục ớt nơi chú mùi đài với mẹ nế kẹt ai tập tế hay mẹ nế bề lưng ớt ban tốt tiệt thì nhóm hộp bài nấu quạt nấu thả cò bọc không nắng thì ở trong tận nấu ly nhà nấu khoảng bốn quạt không nắng ngày đấy hay lúc đây từ chụp mà đa vậy hay nấc mà đa vậy bề để được bài tìm tài bài nắng bề lưng nhóm nấc ta nhóm lùi ruột tàu bây giúp chẳng đàn cừu nó ngọt ban đầu thì cái oi ta bật thiên thông những kia nó cái oi nó chạm bây nó nhom nước mai bây nhom rốt lúa rốt tàu bay nè à mai chả in còn rốt tàu vẫn chả mai chúng mình đâu bèn xoài nhom đâu có nhảy lúa rốt tàu tàu chuột cọt tàu nước cọt phần lụ ban tàu bộ bay bị âu bị bong họ tấu nhom nước hơi thả ban tấu chụp môi mẻ khẩn tham về mình sâu cất chờn pì nhom chết là lũi ruột tập chụp quạt đầu hay cái lũ quạt miên ấy hô bọc nhom đầu nấy nhom hô bọc trẻ tại anh đã quạt tấu tấu chụp quạt chẳng tấu quạt miên nó tung miên ấy chẳng có quạt lũi lẹ tục ở nhom hô tại ta dù tàu nhóm chè là nó khởi tàu chè tàu cả lu miên ấy hộp chẳng tàu chè tàu đâu lụi hột tàu chụp qua đó còn oi con và bạn chết đây con ông này ấy thấy bên lúc nhóm cò ngớp lăng rốt màu bình thử mấy mọi toàn bên thứ ca nâu lại con đường bình bò chẳng ai đã về trong ngày bay phải chia phòng bay cả lỗ vì năng một cái nhảy hay đa cắt bay à phun chà cái nó ăn như thế đấy cái ru khó hay thế phun chà thông thông nó bắt bà này làm năng làm này ok bây này làm năng làm này sau đó còn đục thiền xã bình nhã miền ở bây xã xua đó đang mà đang làm này rụng này đại tí xong bắt đầu cài dục chất đạn tăng dùm nua bẹp bòn cho mọi nâng để thả nập hiệp tục sau về tình yêu nâng phía thả nạ cám rồi bắt đầu mà đang rộp ở bình ni ủa xạ đầm đang rộp ni rụm ní dừng có hành trình có ai mọc thay điệp rộp bằng phía thả nập hiệp tục sau về tình yêu mình mình ai mọc lời bẹp bòn nâng ong hẹt tù tư cái chìa châm bòn đồ tì
Merci, Monsieur le Président. Monsieur la partie civile, est-ce que vous pourriez nous donner les noms des membres de votre famille qui ont disparu ou qui ont été tués pendant le régime des Khmer Rouges? Donc le nom de votre père, le nom de vos frères ou beaux-frères, oncles, etc. Bạn xin việc bạn. Ở quốc nhóm số 1 bồn liền. Nâng kê do bởi nâng ông móm chia bật thiên phùm. Hay nâng ông ếng nhóm nâng mía ếng. Nâng chia bật thiên phùm bởi dự tiên. Hay đây ủ vôn nâng chia bật thiên khóng chia mùi ấu xóm bồn liền nâng. Hay bốn nếm chia bà xong hay miếng nóc chia trâu chia phù miếng tắc nắng trâu chia mình bọn thái xmô ốc hay bọn pro mô tiết xmô nôn bốn nôn merci est-ce que vous pourriez nous préciser quand votre père Bun Niem et puis votre oncle et votre beau-frère ont-ils été arrêtés pour être ensuite détenus à Krang Tachan? Est-ce que c'était avant le 17 avril 75 ou après? Chắc tôi ở bên bài nâng bên bài dừng của cái hào thà phụ đọc bờ tàu nó. D'accord, vous avez mentionné que votre père avait joué un rôle au niveau de sa commune ou de son village. J'ai cru comprendre qu'il avait été chef. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous avez jamais appris, que ce soit par Ta Dung ou par d'autres personnes, ou Ta Ran, pour quel motif votre père et les membres de votre famille ont-ils été arrêtés? Quand ban khơi nâu lại một tí nó còn một práp còn đâm práp tha khơi nâu trong một tí nó tại mình đang chia rương ấy hết ấy còn ở đằng còn cần práp tha khơi nâu trong một tí nó buron còn práp. Bien, tout à l'heure, vous avez parlé de privation de nourriture. Lorsque vous ne terminiez pas votre travail, quand vous deviez transporter la terre de termitière, est-ce que en 1978, vous avez également été privé de nourriture pour d'autres raisons? Miền ta ở bờ bờ dương hồ thơ ca pin lẽ cái nạn đây kia cầm nọt oi nó kia ọt kia mình bờ ọt dương thì tại bờ sân na thải dương thư mình hơi kia thấu đọt chi được hiệp dương nông vẽ cả đà là dương thư thâu ta hơi sầm đại phèn cả bọ hoàng cả. Merci. Je vois dans votre formulaire de constitution de parti civil que
Vous avez mentionné qu'en 78, vous aviez travaillé dans une autre coopérative, TACOM, dans la commune de Tapem, dans le district de Tramkak. Et quand vous avez demandé de garder des vaches à un moment donné, est-ce que c'est juste? Pourquoi est-ce que vous étiez responsable du fait qu'une vache pouvait avoir la diarrhée et qu'en conséquence vous étiez privé de nourriture? Qu'est-ce que les Khmer Rouges vous disaient à ce propos-là? Nhóm ở ban đăng thì rương hạt đăng đẻ và nhóm về ở đăng khoanh cua đi ái tham ăn đâu cua về xì cho máu chay về pa về rịa về ấy nhóm ở đăng ta đã là bên khơi như rịa chẳng tấu khi ta bà cua đi ái về còn mình prap thì hay nhóm con mình ban ta cha bà rom ta cua nó về miên chư dùng ngư ấy nhóm mình đăng ban đâu về xì cho máu chay về rịa nhóm mình đăng ta là bên kỳ hào nhóm tàu xua tàu của miên là chẳng nhóm về đồ ngó. Merci. Dernier sujet. Est-ce que je vois, j'ai entendu votre histoire, j'ai lu votre constitution de parti civil. Est-ce que vous avez jamais été transféré vers Pursat durant le régime? Je vous dis ça, monsieur la partie civile, parce qu'il y a un document qui me semble sujet à caution, qui porte la référence D22-1659. Je crois que c'est A et B pour le résumé en anglais, qui dit que vous seriez parti vers une coopérative à Pursat en 1977. Est-ce que vous confirmez que ce n'est pas une information correcte? Bạn mình trăm tàu thì có nhóm từ nâu phù sát tết đó là về hai tàu chứ thử tàu đó là về bò nằm miền nắng mình ăn chia giang mấy bạn nằm miền nâu khai phù sát với một nhóm mà đã tàu tây nhóm tâm tàu chặt cũng buồn này hai. Est-ce que vous avez depuis le régime appris à lire et à écrire? Où vous êtes resté ignorant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Donc personne ne vous a jamais lu une déclaration selon laquelle vous seriez parti à Pursat en 1977. Est-ce que vous-même, vous auriez lu une telle déclaration et qu'on vous aurait demandé de mettre votre empreinte digitale en dessous? Vì miền đã tới là càng nghe nó không về dây vì rướng nâu hàng đặc chán nâu khai tạc kèo tới đó là cái đăng đặc nhóm nâu bùa sát đăng tấu vì tao chỉ chân tấu mình đăng nhóm bọn đăng đáy vô vì ôi đất bị đáy nhóm chơi tập đất nhóm vừa nhóm bọn chế nhóm bọn miền bàn đăng thà kì à nâu dư đạp em mình mùi thích nhóm bọn bàn đăng. Merci, je n'ai plus de questions, monsieur le président. អរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយបាទអរគុណជាបន្តនេះឲ្យវាផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីដំបូងគឺទៅផ្ដល់ទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនុនជាប្រធានបើមានទំនួរអ្វីចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះរូបនេះ
Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Civil Party. Can you tell me who Tak Karau is? Takaru, I'm sorry. Takaru chi nẹ na luk đam đang đặt bạ bên này. Takaru nó khi ông mình đăng chỉ quạt nó càng như quạt hàng ấy thế, phải quạt nè mỏ prap thả oi tổ riêng sốt quạt prap chẳng. Tại mình đăng chỉ quạt muốn mục thầm niên quạt hàng ấy đấy, khi mình đăng đấy, phải thả quạt một đợt prap hay quạt nè do tọt đạn nâu nắng khi mình đăng đấy. Khi ông biết nó tội đấy, khi ông biết mình sâu ba đấy, vô về khi ông mà du biệt đọc môi đọc pin nam nó khi ông ở ban trăm ba đấy, đấy đó là về những cái thang ta cà rô nó nè đã nom vô tàu chẳng phải đòi. Mr. Civil Party, you just answered the question of the prosecution regarding the arrest of your father and uncle. In your victim information form, you said it was Takaru who arrested your father and others in 1973. Could you please clarify? Was the arrest of your father in 1973 by Takaru or 1975? Về nắng về chăn nắng về trong chăn chất tập bay hay té về nâu nong lọp bọp nắng rụm đó mụn rụm đó bị thâm ong sao một lệch hay khang nắng nâu lư rồi rọt này nâu lư khang cọt nắng can cạp này. Do you know when in 1973, you said late 73, but when exactly your father was arrested? Chong chnam 73 rư co chang na pe bleu put prakot nang ta ke chap khluon kot no pe na pe chap tau nang khom. Just to be clear, Mr. Civil Party, you just said late 73. Are you now saying it's late 74? Mình men trong năm đã chặt buồn thế, tam năm chặt buồn cho nên trong năm chặt bay. And you also testified that you, at one point in time, saw your father working at a place which you called Krung Thai Chan. Do you know how much time there was between the day of his arrest and the day that you said you saw him? Về tàu nó còn tàu nào nó tăng pin năng mỏ đo một tàu chật pram bàn nhầm đăng đầm năng còn về đầm đo hơi nắng bình lên nhé về vô nạp pin bình bị ấy tàu nó trong cái chấm liếc nhầm tàu nâu tàu ăn chay nhé bạn đăng. My question, Mr. Civil Party, was whether you can tell us how many days or weeks or months there were between the day of the arrest of your father and the day that you saw him do things at Krung Thai Chan.
nhóm mất ban chăm đấy luôn bố ta là về dương chất ai về đây đụng đo đây đọc một pel tàu bình bình tàu ai tàu nó ban nhóm đăng tầm nắng But what do you mean when you say you ta learned the news about your father? I thought you said that you saw him. Đầm lăng ông bây giờ bộ đồ bỏ lô khi nhóm kết thà lục bàn khởi con. Bên lúc nhóm bàn đăng tầm đắng vì phù rôn gọt rạp khi nhóm nắng. Bàn khi nhóm tộc khởi con nó không nồng tì nắng. Would my calculation then be right that when you said you saw him, your father had been already detained for 1 year and a half? Would that be accurate? Can you tell us again, how Ran knew that your father was detained in Krang Thachan? How did he find out? Ran ban đăng đầu được biết nà. Bố theo con nói chuyện nắng chậm ngay phải chìm mà rồi mẹ đi một tí. Con ban khơi hay con một rạp nhung. Can you tell us whether it was 100 meters north from Thachan, or south, or west, or east? Còn là tiền năng nhau mưa mình sau ba đẻ bờ về nó tụi đẻ bờ mà lâu khai hơn vì như vậy em mình đang trường đang bốn bờ tiền năng vừa miền tiền năng vừa pi non tại tiền năng chỉ chụp ngay chạy kia mà rồi mẹ đẻ bờ khai về mình lịch về plan thì tao về dù đại hải nhau mưa mình sau ban tàu đang nhục nhọp á dù cho tàu mặt đó là tàu đang tàu khai thân thang hàng trường tàu đu mui của việc mệnh mui thế bờ tiền năng về chụp ngay và hai năng ngay còn So are you saying the house was 100 meters from the buildings of Krang Thachan, the building where the prisoners were, or was it 100 meters away from the outer fence of Krang Thachan? Bạn. Yes, which? Yes, 100 meters away from the building. Ta sum nu khnyom su ta ta vi teh nu sat nu 100 mét pi a ke khom ne to ru ku 100 mét pi robong kuk. Pi robong kuk. Chamngai pi robong kuk mok teh kot 100 mét. Chi 100 mét ba sman nu mon ton vi ka sman vi mon aich do jeung kwa. But were you able to see with your own eyes the buildings where prisoners were being held? Bạn mơ khơi, khla, mơ cái việc bạn đã nhiệt tiêu là mấy đám nhiệt tiêu thông phóng đâu có lại nhá, miền đám nhiệt tiêu miền chung bơ lắm, thì khơi còn rệt tật. I'm trying to establish, Mr. Civil Party, how you knew, or how you still know today, whether the buildings that you saw were in fact something that we call now
Krangtachan prison. How do you know that what you saw was in fact a prison called Krangtachan? Khiom ot ban dang tha kalai nang chi kuk chi ai khiom ot dang dae to la lui kot prab tha kalai nang kuk khiom ko tau tau ban khoeng chang tau hai khiom ko ve mon sau dae ban tau nyuk nyop tau ta mdaong nang hai ke prab tha kalai nang chi kuk khiom ko mdang chi kalai na chi kalai ti ke kalai na chi ti kuk khiom ot dang ko khiom muea ta pi chap ngai khiom ot ban chou tau. Mr. Civil Party, do you know a place in Takio province called Krangtachan Memorial Site? Nhóm ở bán đăng đấy, đăng thà tàu nó cái thà lại cũng không mình ban đăng tham lại gì cái robot chia của ấy không mọt đã đăng đây nữa chúng ta lâu nít nhom tàu tật kèo nắng lư sâu bon rây nhom nắng cọt ra thả cái lại nắng cọt tập băng sâu lông phi bị đong cái lại ti khung khang nắng lại cục nắng cọt thả cọt tàu tại nhom mọt đã ban tàu cái lại nắng tiệt tàu ban tập đong nắng tăng bị chân non nắng bỏ. Do you remember how Ron knew when he told you the buildings that you saw were Krangtachan prison buildings? Did he tell you how he knew? Lok ban khoe nung kue chie kuk Krangtachan. Ta kot men ban prap lok tha kot skol kuk Krangtachan doi rubiep na de. Nhom ot dang dae dang kot dang phi mai chay kot tha khoe au nhom nong nang kot phap tha lai. Nâu trong cục khơi miền nạ tù chẳng có thác cục đâu. Và khi không có khơi tàu khơi là chẳng có không thác cục đấy. The problem is the Civil Party is that there were more prisons Lộc, and I'm trying to establish whether what you in fact saw chẳng ai ban was what we now call Krangtachan prison. Can you give us some more clarification as to the reasons why you think it was Krangtachan prison? Or is it just because you heard the name later and you assumed it must have been Krangtachan prison? Krangtachan prison. Bơ cốt rạp một chẳng, nhóm ôi thực rạp lươn năng mịt bán. I'll move on, Mr. Sivabhati, to another subject, my last nhóm subject. Nhóm nâng chôn tôi bởi thiên đọc mùi tiết đại trị bởi thiên bọt trọng cõi, rồi bọc nhóm. If it's correct, you were 12 years old in 1975, is that true? Bởi sân ba mình khó thích cứ than lốc miên à dục đọc. Did you go to school when you were 6 years old or 7 years old? Before you were 11 or 12? So before 1975, you didn't visit any school, is that correct? Chneh, no mon chnam apon pambo roj chasapram, lok mon ban to rin sot no ai salate, ta tram trao dai te. Bad, at ban tao te him no wad, no rin mui lupong him.
còn lại bên ban tích vì mình ban chế đăng trơn. My last question, Mr. Civil Party, can you explain to the chamber why it is that you blame Khmer Rouge regime for not having had education and not the regime before 1975? 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 Hồi chả là riêng viên nâu vì ông ở ca nhau vì chẳng ai hay mà lo hói nhóm với bộ bạc đờ riêng sốt để mà lo hói với khai khóp khai ấy chẳng bó hói với mình bán riêng đâu tao nâu cho mùi lục bó nâu vọt bán riêng bán tích túi thầy mô tầm mày đáng viết cho mà phil đành rọt này gọt nạ can cạp phênh lên ấy bán nhóm bà tù sau khăn đắng. But would you agree with me that the war is also a reason that you weren't able to get education? Có chiếm mưu là hết mối để nóm ở lúc mình bán tôi riêng đại thế. Bạn bất mến. Thank you, Mr. Civil Party. Xóm ốc quân lục làm đồng rập bạc bên ý, xóm ốc quân lục thiến. បាទបិទការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនអត់មានសំណួរសម្រាប់សាកសួរដល់ដំណឹងរបស់ពេលនេះរូបនេះទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណអង្គជំរះសូមអរគុណលោកប៊ុនរឿនការថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាស្ថានភាពដែលលោកអះអាងថាលោកបានទទួលរងនៅក្នុង អំឡុងពេលកម្ពុជាវិជាធិបតេយ្យបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅវិញបានហើយហើយសូមលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកប៊ុនទរឿនវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅវិញបានហើយហើយលោកខួនលោកយួនសរ៉ាត់បុគ្គលិកអង
Tập ra, chào bởi vì nít tớ là hôn đo mong mùi xam tư đơn tì, rồi xưa nít xong mà chơi vinh dạm bây bằng tổ kênh tâm lạc ca, xạm lạc ca. Hay nơi rồi xưa nít ông chẳng đeo hẳn nâng vừa xạm lạc ca, sẽ đọc đầy trái hiệp rộp bằng phí tục sọ vừa tình yế, nâng giật thang đập hiếp xe thân đạc cắm, đào mà đang rộp đồn nít để miền hạ dân niếm P, T, CCP, P, rồi hạ sập bởi mùi, xong phía kỳ, nâng xa thiên đại chân trịp. Ông រងចាំខាងក្រោមសាលសន្និបាតនេះហើយនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសន្និបាតការនៅក្នុងបន្ទប់សន្និបាតការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះហើយបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះ